Nội không vội được đâu. Mình đi qua đi lại cái chỗ này 5 lần rồi mà vẫn cứ vòng lại đây. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. À, em gọi anh à? Dạ vâng. Anh cho em hỏi là đi ra Trần Phú ấy thì phải đi đường nào ạ? Anh cũng đang định hỏi em đường đi ở đây đây. Anh định hỏi em á? Em mới từ quê lên, em không biết đường đâu. Sao anh lại hỏi em? Anh định hỏi em đường vào tim em đi đường nào? Cái anh này, anh làm em ngại rồi đấy. Anh đùa thôi. Thế em đi ra Trần Phú làm gì? À, em là sinh viên và em học trường ở dưới quê ấy ạ. Em lên đây để giúp cô em bán cà phê. Tại vì là em vừa thi xong, được nghỉ rảnh nên em muốn lên giúp cô. Từ quê lên để giúp cô bán hàng à? Em còn sinh viên nữa. Thế em là hơi chăm chỉ đấy nhá. Bây giờ cũng tiện anh ra Trần Phú đây, anh dẫn em đi luôn. Em cảm ơn. Quê em ở đâu? Ôi, người yêu vế bỏng của anh cho anh chơm rồi đó. Ôi kìa nào, cô em nhìn thấy bây giờ. Có gì mà phải ngại, mình yêu nhau công khai đàng hoàng nên em buồn cười. Nhưng mà em không thích như thế. Hôm nay anh không đi làm à? Sao qua cho em sớm thế? À, hôm nay anh lái xe đưa ông sếp đi gặp đối tác. Xong rồi trên đường về thì kêu là thèm cà phê. Thế anh đưa luôn đến quán của cô em. Bởi vì ở cà phê đây là ngon nhất còn gì nữa, đúng không? Thế anh lái xe cả ngày có mệt không? Mệt thì không mệt. Nhưng mà anh bảo này, lát nữa sếp của anh đến ý, em nhớ là phải ăn nói nhỏ nhẹ. Vậy đó, để sếp anh còn cân nhắc vừa lòng ý, kiểu vừa ý. Cân nhắc cho anh lên cái chức cao một tí. Chứ bây giờ cứ cò kè lái xe mãi như này thì sao mà có tiền lo cho em được, đúng không? Vâng ạ. Thì bình thường em cũng có to tiếng với em bao giờ đâu. Anh thấy đấy, em bưng bê phục vụ khách, khách nào cũng hài lòng mà. Đấy là anh nhắc thế. Vào lấy nước đi, sếp anh đến, sếp anh đến. Dạ, sếp ngồi đây ạ. Đây. Dạ, bàn ghế với cả là bàn với là chỗ ngồi là em lau sạch sẽ rồi. Với cả là đảm bảo với sếp nhá, cà phê ở đây nó ngon đỉnh nhất cái khu này luôn. Đấy. Hóa ra là người yêu cậu Hải làm ở cái quán cà phê này à? Dạ vâng. Cái nghề bưng bê này cũng khá phết đấy. Luồn luồn cúi cúi. Rất hợp với lại là phụ nữ. Mà đặc biệt ấy là hợp với một cái thằng lái xe như cậu. Dạ, vâng. Cái quán này là người của em là phụ cô nó bán ở đây thôi. Chứ thật ra là người của em không phải làm mồi bàn thôi anh ạ. Có khác gì nhau đâu. Thì cũng là bưng bê, phục vụ cho người khác thôi mà. Mà kể ra ấy, thì cũng thấy buồn hộ. Có phải ai cũng có thể làm giám đốc được như tôi đâu. Dạ, vâng, giám đốc lại phải ạ. Mà sao đồ uống lâu thế nhở? Có phục vụ được không? Hay là để tôi đi quán khác? Tôi là người có tiền mà. Đi đâu chả có người chào đón. Sếp thông cảm đợi em một tí. Nước có chưa nhỉ? Lâu đi. Nước của anh đây ạ. Không ngờ là cái thằng xế quen như cậu Hải đây mà cũng có cái cô người yêu xinh phết nhờ. Tổ tay Hương Giang, anh làm cái gì thế? Dương, anh cứ bảo em thế nào? Nói chuyện với sếp anh nhẹ nhàng nữa chứ. Chiều anh ý một tí thì làm sao? Anh nói vậy ý là sao? Anh nghĩ em là loại người gì? Loại gì thì cũng là đàn bà thôi. Cô, em không hiểu cái gì cả. Được sếp của anh để ý đã phúc tám đời như em rồi đấy. Anh nói thế mà cũng nói được à? Sao anh khốn nạn đấy? Mất công từ trước đến giờ, tôi yêu anh, tôi lại còn tin tưởng anh nữa cơ. Tôi khốn nạn, cô là cái đồ ngu, đồ đần. Các cô con gái có vốn tự có, không biết đừng mà dùng. Tôi nói cho cô biết nhá, cô đi theo sếp của tôi ý, là toàn ăn sung mặc sướng. Ở cả đời, trong cái giàu sang thế không thích à? Mà cô làm như thế là tôi không được sếp trọng dụng, lợi cả đôi đường không? Đồ đẻo! Anh định lấy tôi làm cái thảm lót chân cho anh bằng cái trò tiện đi như thế à? Còn danh con! Thôi nào, không được phép đánh người đẹp.
Nhưng mà anh thấy thằng người yêu của em, thằng người yêu cũ của em nó nói đúng đấy. Người xinh đẹp như em ấy, tại sao lại phải vất vả làm cái công việc tay chân như thế này? Chỗ của em phải là những cái chỗ xa hoa, sang trọng. Ví dụ như là nhà hàng này, khách sạn 5 sao, ở bên cạnh những cái thằng đàn ông lắm tiền như anh. Sao em không thử dùng cái trí thông minh của mình để mà được sống nhàn nhã, sống hạnh phúc, sống trên nhung lụa nhở? Anh thôi đi, tôi biết thừa cái ý định dơ bẩn của anh với tôi rồi. Tôi không phải loại con gái đấy. Này, sao mà rượu mày không muốn, mày muốn rượu phạt đúng không? Hả? Tao nói nhẹ nhàng với mày, mày lại không thích. Tao nói em biết nhá, hôm nay mày phải là con sếp tao, nhớ chưa? Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi phải làm theo anh? Anh là cái quái gì chứ? Kể từ ngày hôm nay, tôi và anh không có dính dáng gì đến nhau hết. Tôi không cùng một loại người với anh. Mày thích tỏ thanh cao với tao hả? Này, tôi nói cho anh biết nhá, ở đây có camera an ninh. Anh có tin là tôi sẽ kiện hai người vì tội quấy rối không? Mày! Thôi nào, cô em bình tĩnh đi. Đời còn dài, biết đâu còn gặp lại nhau. Xếp đợi em với ạ. Khoan đã, anh trả tiền nước đi. Bố mày đấy trả, mày làm gì được tao? Anh! Này, làm cái gì mà mặt mày bí xị ra thế kia? Hay là lại bị mẹ chị mắng rồi? Không, cô không mắng em. Nhưng mà chị biết không, hôm nay em thất tình. Cái con bé này, tí tuổi đầu mà dám có người yêu cho tôi à? Mà cũng may đấy nhá, họ hàng nhà mình không ai biết là cô có người yêu đấy. Chứ không á, tôi lại được nghe cái bài ca ế muôn thuở đây này, từ họ nội sang đến bên họ ngoại. Nào là có người yêu chưa này, rồi là nào là bao giờ thì lấy chồng. Mệt lắm. Thế thì yêu nhau lâu chưa, sao không thấy dắt đến đây cho chị gặp bao giờ? Thì cũng mới thôi, mới yêu nhau có mấy tháng mà đã phát hiện ra bộ mặt xấu xả của hắn ta rồi, lại còn định lừa em nữa cơ. Thôi không sao, cũng may đấy nhá, lộ cái bộ mặt thật ra sớm đấy, chứ không á để đến yêu lâu rồi còn lâu mới dứt được. Mà tốt nhất bây giờ đừng có yêu đương gì hết, lo mà học hành đi. Bao giờ ra trường thì đến công ty chị làm, tiện thể thì ế như tôi luôn. Cái gì? Em xinh như vậy mà lại ế như chị á? Không có đâu. Thôi được rồi, thế lên đây đã quen đường xá chưa? Có lạ nước lạ cái gì không? Không ạ. Đi làm với cô cũng vui phết, ngày nào cô cũng kể chuyện cho em. Chị có biết không, cô đã kể cho em nghe tất cả thật xấu của chị hồi bé đấy. Nào là tè dầm này, nào là xé vở ra để rộn. Bé cái mồm, người ta nghe thấy hết bây giờ. Trời ơi, chủ tịch My sợ bị lộ điểm xấu kìa. Mà mẹ chị lo cho chị lắm đấy. Thôi có cái gì mà phải lo. Thì cô đang lo chị ế đấy. Cô đang mong có con rể lắm rồi. Con bé này, nói linh tinh ít thôi. Mà tôi đang tính là bây giờ cô quen đường xá rồi ý, thì sẽ cho cô lên công ty thực tập một thời gian, để sau này ý, nhỡ may mà có vào công ty quản lý hay là gì đấy thì cũng không bỡ ngỡ. Lên công ty của chị á? Nhưng mà em lên đây để phụ mẹ chị bán cà phê, chứ em có biết gì đâu. Vớ vẩn, lên công ty làm là cái việc chính nghe chưa, còn ở đây phụ mẹ tôi bán cà phê chỉ là việc phụ thôi. Sau này ý, bao giờ có thời gian rảnh thì lên công ty làm, nhớ chưa? Đến thì đến, em chẳng sợ gì. Dù sao từ trước đến giờ em cũng nổi tiếng là thông minh, tiếp thu nhanh mà. Thôi được rồi, thế thì tôi không châm trước cho nữa đâu nhá. Sáng ngày mai đúng 9 giờ có mặt ở văn phòng công ty để phỏng vấn nghe chưa? Ok chị, đi trước này. Đã 11 rưỡi rồi, tại sao giám đốc vẫn chưa đến phỏng vấn mình nhỉ? Làm ăn kiểu gì không biết. Em mời giám đốc ạ.
Hai người... Thì ra là hai người làm việc ở công ty SVM à? Vậy mà bây giờ tôi mới có Diễm Phúc được biết đấy. Ơi, mày không được phép láo với giám đốc tao, hiểu chưa? Cái loại như mày đây chắc chỉ phỏng vấn thôi. Thì thế thì tao xin thông báo thẳng một câu cho nó lét luôn này. Hôm nay mày đây xin việc đúng không? Bọn tao... sếp của tao sẽ không tuyển mày đâu, ok? Hồ sơ, giấy tờ tôi đầy đủ, năng lực tôi có đủ, lý do gì khiến hai người không tuyển tôi chứ? Đây là văn phòng của công ty, tại sao hai người lại ngang nhiên hút thuốc ở đây chứ? Nhỡ xảy ra hỏa hoạn thì làm sao? Hỏa hoạn ấy, thì đã có chủ tịch lo. Đây là công ty của chủ tịch, nhân viên cũng là của chủ tịch, tài sản cũng là của chủ tịch. Vậy thì nếu có hỏa hoạn ấy, thì chủ tịch cũng là người phải chịu thôi. Nhưng mà cô em ấy, thì vẫn sẽ là của anh. Anh định làm gì? Hôm nay tôi đến đây là để phỏng vấn. Anh là nhà tuyển dụng, đại diện cho công ty. Vậy mà anh đến muộn, anh lại còn ỷ quyền hút thuốc ở trong văn phòng, bắt nạt và coi thường người khác. Như vậy là anh đang lạm quyền, vượt quyền đấy, anh có hiểu không? Nếu mà cô em không muốn anh hút thuốc ấy, thì thôi, anh không hút nữa. Có phải là em sợ anh bị ung thư đúng không? Em cứ yên tâm đi, chỉ cần anh được ở bên cạnh em ấy, thì bất cứ một cái căn bệnh nào cũng sẽ tự khỏi hết. Tôi không muốn nói chuyện với hai người nữa. Đây, đây. Định điều ấy. À, có phải là cô em đến đây để xin việc đúng không? Sao cô em ngốc thế nhỉ? Anh làm cái gì vậy? Người như cô em ấy, chỉ cần đi chơi với anh vài buổi, chiều anh, làm cho anh vui ấy, thì em muốn bao nhiêu tiền cũng được. Việc gì phải vất vả mà đi xin việc như thế này? Tôi không biết cái đạo lý sai trái như vậy. Tôi chỉ biết ý, muốn người khác tôn trọng thì phải biết nỗ lực, cố gắng. Đấy chỉ là lý lẽ của bọn nhà quê, bọn ngu dốt thôi. Em phải thông minh lên. Hải, ra ngoài, khóa trái cửa lại. Vâng ạ. Hai người định làm gì? Anh để lại cửa đấy cho tôi. Hoa nào, hét bé thôi, nghe lời anh đi. Đừng để anh phải mạnh tay. Bỏ tôi ra. Tôi không tin là giữa văn phòng của công ty mà anh dám làm gì tôi. Tại sao lại không? Ở đây anh là giám đốc, quyền hạn của anh chỉ dưới một người thôi. Nghe lời anh đi, rồi muốn ứng tuyển vị trí nào anh cũng cho. Bỏ tôi ra. Cậu Hải đi đâu thế? Em chào chủ tịch ạ. Không có gì đâu ạ. Mà chủ tịch đi đâu thế ạ? Tôi đang vào phòng họp, tránh ra đi. Có chuyện gì đây? Chắc là ai mở phim to quá. Không. Bỏ tôi ra. Cậu Vũ, cậu làm cái gì thế ạ? Chị My, em có sao không? Cậu Vũ, chị My, cậu giải thích cho tôi việc này. Em cũng không biết cái con này là ai đâu. Nó lẻn vào đây xong rồi nó dụ dỗ em, van xin em làm người yêu nó, nhưng mà em không đồng ý đấy. Em đang đuổi nó ra ngoài. Thế là nó ôm lấy em xong rồi nó bày trò đấy chị ạ. Có thật như thế không? Nếu mà chị không tin, chị hỏi cậu Hải xem. Cậu Hải là lái xe của em, cậu ấy thừa biết em không phải là cái loại người háo sắc như vậy đâu. Vâng, đúng rồi ạ. Em cũng không biết là tại sao nó lại làm như thế. Em cứ tưởng là cái loại con gái trà xanh này nó chỉ đi dụ dỗ người yêu với cả tình địch thôi. Không biết là nó có âm mưu gì. Này, mày nói đi, mày có âm mưu gì đấy ạ? Ai là người có âm mưu chứ? Check camera sẽ biết ai ngay ai ra. Phòng này đếch một camera. Đúng rồi, văn phòng công ty trước giờ có lắp camera đâu.
Bởi vì là cậu Vũ đã từng nói với tôi, nếu như mà lắp cam thì tài liệu mật của công ty sẽ dễ dàng bị đánh cắp hơn. Cho nên là không hề lắp cam. Nhưng mà tôi nghĩ chắc đây không phải là lý do duy nhất mà cậu không lắp cam đúng không? Chị, sao chị lại nghi ngờ em? Cái con danh này nó có là cái thá gì đâu mà chị lại nghi ngờ em ạ? Tôi đã tin tưởng cậu, tôi tôn trọng quyền riêng tư của cậu, cho nên tôi mới không lắp cam. Mà một cô gái chân yếu tay mềm như thế này thì có thể làm gì được hai người các cậu? Chị ơi, chị đừng có để cái vẻ ngoài nhỏ nhắn của nó đánh lừa chị ạ. Thật ra ấy, nó là người yêu cũ của em. Ui chị ơi, cái con này nó xảo trá, nó điêu toan rồi. Nó kinh khủng lắm chị ạ. Nó lừa hết tiền bạc tài sản của em. Bây giờ nó lừa em hết sạch rồi. Em trắng tay nó lại quay ra là mơn trớn, nó lừa giáng vũ anh nhỏ. Đúng rồi đấy. Vâng. Hai người thật là khéo biện chuyện, dàn dựng mọi thứ để vu khống cho người khác đấy. Nhưng tôi nói cho hai người biết, chị My sẽ không tin lời của hai người đâu. Này, mày còn định đặt điều gì nữa hả? Hai cậu tự biên tự diễn nãy giờ chắc cũng mệt rồi đúng không? Nhưng mà nhường phần cho tôi nói trước nhá. Giới thiệu với hai cậu, đây là Dương, em gái của tôi. Sao lại em gái được không? Nó rõ ràng là đứa ở nhà quê lên, sao có thể là em gái của chủ tịch được không? Đây là em họ của tôi. Nó ở quê cũng một thời gian khá dài rồi, cho nên là mới ngây ngô, dễ bị các cậu lừa. Thậm chí là còn bày ra trò để hãm hại nó đúng không? Không có đâu chị ơi. Em giải thích với chị của em đi. Anh đã làm gì em đâu? Anh đã làm gì đâu à? Là do anh chưa có cơ hội làm những cái điều kinh tởm ở trong đầu của anh mà thôi. Thậm chí hai người còn định biến tôi thành cái trò tiêu khiển, dâng cho người này người kia nữa cơ mà. Dương ơi, em đang nói linh tinh gì đấy? Em nói đi chị, em nghe thấy oan cho anh quá. Chủ tịch ơi, mong chị bỏ qua cho em lần này. Đúng rồi, tất cả những cái chuyện này là giám đốc Vũ bảo em làm đấy. Chứ em không biết một cái gì đâu chị ạ. Em chỉ là vẫn tôi tớ thì giám đốc bảo gì thì em nghe thấy, em làm gì có dám cãi đâu ạ. Chủ tịch mong chủ tịch bỏ qua cho lần này, cho em có cái công việc để kiếm bát cháo sống qua ngày nữa. Thôi, cậu không cần phải nói nhiều nữa đâu. Kể từ ngày hôm nay, hai cậu không cần phải đến công ty nữa. SVM không nhận những người như hai cậu đâu. Chủ tịch... Chị ơi, cái thằng này nó là lái xe, không nói nữa làm gì. Nhưng mà em là giám đốc, còn bao nhiêu hợp đồng, bao nhiêu đối tác, rồi còn bao nhiêu dự án thì làm sao ạ? Mà chị đuổi em như thế, người ngoài người ta nhìn vào, người ta đánh giá em, đánh giá cả chị như thế nào ạ? Nếu như có ai hỏi về việc tại sao tôi lại đuổi việc hai cậu ấy, thì tôi sẽ trân trọng nói rằng tôi đã dọn được đống rác của công ty. Không phải là chỉ một bịch rác đâu, mà đến tận hai bịch rác đấy. Còn ai là rác, người đấy tự biết. Đi thôi. Tình. Ôi là rồi, tại mày hết đây. Mày cái gì hả? Đến nước này ông không nhịn mày nữa. Bây giờ mày cũng thất nghiệp như tao thôi, mày hiểu chưa? Mày bảo ai mày? Mày... Đó, mày nói tiếp đi. Đó.